Bồ Phế Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thanh Thanh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bờn Mây Trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang Bồ Tát chánh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên anh âm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng hoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền vấn hư an làm thần chú chân như thuyết rằng Ba la yên đế ba la tăng yên
tội chân luôn ly bà ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế thì lê đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ha ni bà ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế thì lê đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ha ni bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế thì lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ tử chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ân cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường điều ngự trưởng phố thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thắng Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ vương Như Lai nam mô a di đà Như Lai nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo thế tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua ninh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ấy mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong chắc ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện cõi từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo dưng tận cùng công lễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đặng tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh công quang vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh tội chướng tất tiêu trừ thế thế thương hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh vâng thôi bồ tát vi bàn lỡ tự quy Phật xin nguyện chúng sanh theo đạo cả phát lòng vô thường tự đại